Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi tiếng Việt lớp 5, tuần 7, trang 70-72. Tập làm văn, luyện tập tả cảnh. 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi. Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh có 102 của đất nước Việt Nam. Cái đẹp của Hạ Long trước hết là sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Trên một diện tích hẹp mọc lên hàng nghìn đảo nhấp nhô khúc khúc như rồng chầu phượng múa. Đảo có chỗ sừng sững chạy dài như bức tường thành vững chãi, ngăn khơi với lộng, nói mặt biển với chân trời. Có chỗ đảo dàn ra thưa thớt, hòn này với hòn kia biệt lập, xa trông như quân cờ bày chon vong trên mặt biển. Tùy theo sự phân bố của đảo, mặt vịnh Hạ Long lúc tỏa mênh mông, lúc thu hẹp lại thành ao, thành vũng, lúc bị kẹp giữa hai triền đảo như một dòng suối, lúc uốn quanh chân đảo như dải lụa xanh. Thiên nhiên Hạ Long chẳng những kỳ vĩ mà còn duyên dáng. Nét duyên dáng của Hạ Long chính là cái tươi mát của sóng nước, cái rạng rỡ của đất trời. Sóng nước Hạ Long quanh năm trong xanh, đất trời Hạ Long bốn mùa sáng nắng. Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đậm thắm, xanh biếc của biển, xanh lam của núi, xanh lục của trời. Màu xanh ấy như trường cửu lúc nào cũng bát ngát, cũng trẻ trung, cũng phơi phới. Tuy bốn mùa là vậy nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt hấp dẫn lòng người. Mùa xuân của Hạ Long là mùa sương và cá nược. Mùa hè của Hạ Long là mùa gió nồm nam và cá ngư, cá vược. Mùa thu của Hạ Long là mùa trăng biển và tôm he. Sông quyến rũ hơn cả vẫn là mùa hè của Hạ Long. Những ngày hè đi bên bờ Hạ Long, ta có cảm giác như đi trước cửa gió. Ngọn gió lúc êm ả như ru, lúc phần phật như quạt, mang cái trong lành, cái tươi mát của đại dương vào đất liền, làm sảng khoái tâm hồn ta. Trong tiếng gió thổi, ta nghe tiếng thông reo, tiếng sóng vỗ, tiếng ve rang và cả tiếng máy, tiếng xe, tiếng cần trục từ trên các tầng thang, bến cảng vọng lại. Những âm thanh của sự sống trong ngã tụ về theo gió ngưng lên vang vọng. Núi non, sóng nước tươi đẹp của Hạ Long là một bộ phận của non sông Việt Nam gắn bó mà nhân dân ta đời nọ tiếp đời kia mãi mãi giữ gìn. Theo thì kỳ vĩ lớn lao lạ thường, khơi là vùng biển xa bờ, lộng là vùng biển gần bờ. Rồi các em sẽ cùng vào câu hỏi là A, xác định phần mở bài, thân bài, kết bài của đoạn văn trên. Thì các em hãy đọc bài và nêu rõ các phần. Mở bài thì sẽ là giới thiệu chung về cái vịnh Hạ Long. Thân bài thì sẽ miêu tả cái đặc điểm của thiên nhiên, cảnh vật nơi đây. Và phần kết bài đó là sẽ là cảm nghĩ của tác giả. Như vậy ở đây cái phần mở bài đó là câu mở đầu. Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh có 102 của đất nước Việt Nam. Đó, thì như vậy ở cái câu mở đầu, Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh có 102 của đất nước Việt Nam, đó đã nêu lên được cái giới thiệu chung về cái Vịnh Hạ Long, về thắng cảnh Vịnh Hạ Long. Như vậy ở câu A thì các em sẽ xác định các phần trong đoạn văn trên. Mở bài, câu mở bài là Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh có 102 của đất nước Việt Nam. Thân bài thì gồm 3 đoạn tiếp theo, mỗi đoạn tả một đặc điểm của cảnh. Kết bài, câu văn cuối, núi non, sóng nước, mãi mãi giữ gìn. Rồi tiếp theo, câu B, phần thân bài gồm mấy đoạn, mỗi đoạn miêu tả những gì? Thì thân bài gồm có 3 đoạn, mỗi đoạn sẽ có những nội dung chính như sau. Đoạn 1, cái đẹp của Hạ Long cho đến như dải lụa xanh là tả sự kỳ vĩ của Hạ Long với hàng nghìn hòn đảo. Đoạn 2 là thiên nhiên Hạ Long chẳng những kỳ vĩ cho đến
cũng phơi phới là tả cái vẻ duyên dáng của Vịnh Hạ Long. Đoạn 3 là Ti bốn mùa là vậy cho đến ngân lên vang vọng là tả những nét riêng biệt hấp dẫn của Hạ Long qua mỗi mùa. Rồi tiếp theo câu C, những câu văn in đậm có vai trò gì trong mỗi đoạn văn và trong cả bài? Thì các câu văn in đậm có vai trò là mở đầu mỗi đoạn, nghiêu ý bao trùm toàn đoạn. Xét trong toàn bài thì những câu văn đó còn có tác dụng là chuyển đoạn, nối kết các đoạn với nhau. Thì các câu văn in đậm như sau. Đó là cái đẹp của Hạ Long trước hết là sự kỳ vị của thiên nhiên. Thiên nhiên Hạ Long chẳng những kỳ vĩ mà còn duyên dáng. Tuy bốn mùa là vậy nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những cái nét riêng biệt hấp dẫn lòng người. Rồi tiếp theo câu 2, dưới đây là phần thân bài của một bài văn tả cảnh Tây Nguyên. Em hãy lựa chọn câu mở đoạn thích hợp nhất từ những câu cho sẵn dưới mỗi đoạn. Đoạn 1. Phần phía nam của dãy Trường Sơn nằm ở đây với nhiều ngọn núi cao từ 2.000 đến 2.600 mét. Quanh năm mây trắng phủ đầu. Bên những chóp núi cao là những thảm rừng dày, có nhiều khu rừng nguyên sinh từ bao đời nay chưa in dấu chân người. A. Tây Nguyên là miền đất núi non điệp trùng. B. Tây Nguyên có núi cao chất ngất, có rừng cây đại ngàn. C. Đến với Tây Nguyên là đến với mảnh đất của những cánh rừng hoang sơ. Rồi tiếp theo đoạn 2. Những đồi tranh vàng óng lao sao trong gió nhẹ. Những đồi đất đỏ như vung úp nối nhau chạy tiếp tắp tận chân trời. Đó đây, những cụm rừng xanh thẳm như ốc đảo nổi lên giữa thảo nguyên. Những đồn điền cà phê, chè tươi tốt mênh mông, những rẫy lúa hương ngô bên những mái nhà sàn thấp thoáng trải dài ven bờ suối, hoặc quây quần bên những ngọn đồi, theo Ayun và Lê Tấn. A. Nhưng Tây Nguyên đâu chỉ có núi cao và rừng rậm, Tây Nguyên còn là miền đất của những dòng sông cuồn cuộn, những dòng suối nên thơ. B. Nhưng Tây Nguyên đâu chỉ có núi rừng, Tây Nguyên còn là miền đất thâm vang, tiếng cồng chiêng từ ngàn đời. C. Tây Nguyên đâu chỉ có núi cao và rừng rậm, Tây Nguyên còn có những thảo nguyên rực rỡ trong nắng dịu mùa xuân, như những tấm thảm lụa muôn màu, muôn sắc. Như vậy ở đoạn 1 thì các em sẽ điền là, ta sẽ điền là câu B. Tây Nguyên có núi cao chất ngất, có rừng cây đại ngàn. Sở dĩ ta chọn câu này làm câu mở đoạn vì câu văn nói đến hai cái đặc điểm của Tây Nguyên, đó là núi cao và rừng cây nguyên thủy. Đoạn 2, ta điền câu C. Nhưng Tây Nguyên đâu chỉ có núi cao và rừng rậm, Tây Nguyên còn có những thảo nguyên rực rỡ nắng dịu mùa xuân, như những tấm thảm lụa muôn màu muôn sắc. Ta chọn câu này vì nó vừa có quan hệ từ nối tiếp hai đoạn, vừa tiếp tục giới thiệu đặc điểm của địa hình Tây Nguyên, vùng đất của những thảo nguyên muôn màu muôn sắc. Rồi tiếp theo câu 3. Hãy viết câu mở đoạn cho một trong hai đoạn văn ở bài tập 2 theo ý của riêng em. Thì ở cái đoạn 1, các em có thể viết như sau. Đến với Tây Nguyên, ta sẽ hiểu thế nào là núi cao và rừng rậm. Vẻ đẹp của Tây Nguyên trước hết là núi non hùng vĩ và những cái thảm rừng dày. Đoạn 2, Tây Nguyên không chỉ là mảnh đất của núi rừng, nơi đây còn hấp dẫn khách du lịch bởi những thảo nguyên tươi đẹp, muôn sắc màu. Tây Nguyên đâu chỉ có núi cao và rừng rậm, nơi đây còn tự hào về những cái thảo nguyên rực rỡ sắc màu. Như vậy đến đây thì các em đã vừa cùng cô theo dõi tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.